Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với Fest. Mình không biết mình có đọc đúng không. Đây là một game giải đố 2D khá là hại não. Mình được bạn Pion All Star tặng game này. Hôm trước mình đã chơi thử tí, chơi được tầm 3,1%, tức là xong được màn thứ nhất. Mình muốn hỏi ý kiến mọi người, tại vì có khá là nhiều người thích mình chơi game 2D hơn là game 3D. Và là game giải đố. Mình chưa hiểu lý do tại sao. Máy thì cố gắng mình sắm cái máy xịn để chơi game 3D, cuối cùng giờ toàn người yêu cầu chơi game 2D. Ok, mình sẽ chơi thử. Tùy theo mọi người vote. Nếu cái này trên 100 like, câu like thần trưởng, trên 100 like thì mình sẽ làm tiếp. Còn nếu không thì mình sẽ tiếp tục làm mấy game kia. Ok, chúng ta bắt đầu là cái thằng bánh dẻo này. Ok, mình là cái bánh dẻo. có chỗ, ok, mình có thể ấn nút lên để ra đây. Trông có vẻ yên bình phết. Thực ra mình chơi xong màn 1 này rồi, mình đây là một cái phong thư gửi. Mà mình ước gì kiểu mình sống trên một cái đảo như này, phong thư truyền kiểu này hay phết. Nhìn nó chạy theo kiểu ống. Hay ho vậy. Ok, đến cái này. Ấn Ctrl trái. Gửi Gomez. Vậy tên mình là Gomez. Hãy gặp tôi ở trên đỉnh của ngôi làng. Tôi có một vài thứ vô cùng quan trọng cần nói với cậu. Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng. Geezer. Ok. Chúng ta sẽ nhảy bằng, chúng ta có thể len lỏi các kiểu này. Cái này chúng ta nhìn được xung quanh này. F ship để nói chuyện với những người. Cậu thích hình gì nhất? Tôi thích hình vuông. Không phải hình khối hộp. Chắc chắn là như vậy rồi. Vì nó chả có thứ gì như vậy cả. Ok. Có lẽ mình có thể vào trong các nhà bằng cách đứng trước cửa và nút lên. Vãi. Mình chưa vào cái phòng này. Cái này là kiểu chân dung gia đình à. Ok. Mình có vào đây được không? Không, ok. Chúng ta sẽ lên thẳng đỉnh luôn vì... lên đỉnh luôn ngay bây giờ vì... nhiệm vụ chúng ta hiện tại chỉ có vậy. Mình không muốn làm chậm chạp cái tiến trình chơi game. Wow. Wow. Ok. Mình chơi khá là thành thục rồi đấy. Chỉ ta... đây rồi, ok. Thằng này đúng không? Ha, cậu đây rồi. Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt. Cuộc phiêu lưu đã sẵn sàng. Đã lúc của Gomez. Ngay bây giờ. Cơ chỉ cần đợi. Đây rồi này. Cái gì đây? Đây là một cái khối. Theo mình biết là như vậy. Và cái khối này làm mà... hình như là làm gì đó mà bị kiểu... Ok. Nó nói một thứ tiếng gì đấy mà mình không biết. Ok. Và chúng ta bị UFO bắt cóc. Ok. À không, không phải UFO bắt cóc mà là... Ok. Ten ten. Và chúng ta được một cái mũ. Thành tựu tuyệt vời. Yeah. Cái mũ này trông kiểu mấy cái mũ ở trong mấy cái rạp xiếc. Cái mũ trong mấy con khỉ ấy. Giống phết. Ok. Pew. Sir.
Ok, giờ mình có thể dùng AD để thay đổi góc nhìn. What the fuck? Thực ra mình chưa chơi đoạn này, mình chỉ điều khiển xung quanh thôi. Hả? What the fuck? Hả? Clugato? À, chúng ta vẫn đang trong game mà. Cái game này có cách bắt đầu khá là quái, giống kiểu game DLC. Ok, chúng ta bắt đầu. Bây giờ nó bị kiểu này à? Ok, chúng ta quay trở lại cái cái chỗ này à, cái phòng này của mình này. À ha, nhưng mà giờ mình có thể thay đổi góc nhìn. Giờ chúng ta đã có phép thuật. Ok, để xem nào. Tan 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 tan. Mà đẹp vãi nhỉ. Nhạc nghe cũng hay. Cái game này là game indie, Gomez. Có gì đó sai rồi. Tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Tôi được gửi đến để hướng dẫn cậu. Tôi là Dot. Tôi là Hexahedron Hash đã bị phá vỡ kiểu ha. Ok. Vậy là cái khối nó đã bị phá vỡ tan nát ra và rải xung quanh thế giới này. Và giờ mình là người anh hùng phải đi tìm lại mấy cái đấy. Mà không không có cái đó, mọi thứ sẽ bị hủy diệt ra dạng thế. Cậu được nhận một món quà, một bí mật cực kỳ tuyệt vời đang được hé lộ cho cậu. Có một cái thế giới beyond hình như là trên trên hay dưới. Ok. Và một cái gọi là gì nhỉ? Dimension là kiểu fuck tiếng Việt. Aha. Cái cửa này tới dẫn tới cái thế ra ngoài thế giới, nhưng mà hiện tại nó đang bị phong ấn lại. Cái dấu ở trên cái cửa sẽ không, nó cho rằng nó sẽ không mở cho đến khi mình đã tìm được một khối. Ok. Có rất là nhiều các cái cửa trên thế giới này, mỗi cái cửa cần một khối để mở. Ok, 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 ok. Đây là có 8, ok. Giờ mình cần tìm 8 cái khối như thế này, khối vàng như thế này. Nói tóm tắt lại là những cái khối màu vàng rất quan trọng. Phải tìm tất cả chủ của tất cả. Hoặc là cả cái universe, là kiểu vũ trụ này sẽ bị biến mất. DA để chờ. Ok, nhanh. Đây, chúng ta đã có một cái phòng, mình hình như có một cái. Có lẽ đời không như mơ, tình không như thơ. À không không, cái đấy bản đồ. Đây là cái con đấy, cho mình xem bản đồ à. Wow. Wow. Ok, game này bá phết đấy chứ. Giờ mình là được đi xung quanh và phải tìm đủ mấy cái khối vàng như thế này à. Đây này. Wow. Hình như có thế thôi thì phải. Ok. Ba rồi. Cứ từ từ. Từ từ rồi khoa sẽ nhừ. Wap. Wap. Trong này có không? Cái ông già này này. Ông này ông cũng có cái mũ giống mình. Ok. Vậy là mình phải đi tìm tiếp à? Hơi khó khăn đấy. Trong này có gì không?
Oh, đây rồi. Thank you. Thank you, ladies. Kia rồi, còn cái nữa kìa. Mình còn mấy cái nhỉ? 8 cái trong này. Và mình đã có 5 cái. Đây là một cái hòm. Phải không? À ha. Một cái hòm kho báu à? Để mở. Ok, ok, ok. Mình phải đứng trước cái hòm này để mở. Yeah, mình được một cái chìa khóa. À, ok, vừa nãy mình thấy có một cái cửa bị khóa. Ok, ok. Nếu mình nhớ không nhầm thì là cái cửa nó bị khóa, nó ở chỗ này. Nope. Rất tiếc. Cái cửa này mình chưa vào nhỉ? Ờ. The fuck? Phòng trống trơn. Ok. Aha. Xem nào. Ơ đây đây còn cái phòng này. À cái phòng có cái khóa kìa rồi. Xem nào. Ồ. Ồ. Control. Lại một cái chìa khóa nữa. Mình có 2 cái chìa khóa đấy. Cửa tìm chưa hết mà thấy đống chìa khóa. Đây đây trên này đây, có một cái đây. Nhưng mà làm sao để lên đây? Fuck. Ok. Đây đây. Hại não vãi trưởng. Ok. Có gì hot không? Mình có một cái bản đồ. Bản đồ không? Cậu đã tìm thấy bản đồ kho báu. Một cái bản đồ của cái gì? Tới nơi nào? Tôi không biết. Hãy tự tìm hiểu đi đi. Ok. Mày rất là hữu dụng. Cảm ơn rất nhiều. Thế đấy. Rốt cuộc cái ý nghĩa của việc mày được dẫn đến đây để hướng dẫn tao cái lồng bàn gì vậy? Đây còn cái chỗ trên này chưa vào. Có gì hot không? Ờ còn nhiều lắm đây này. Đây rồi. Anh xin. Còn 2 mảnh nữa à? Ok, 2 mảnh nữa thì đơn giản rồi. Phập. Ok. Chả có gì cả. Vậy là còn mảnh cuối cùng. Nhưng mà nó ở đâu ta? Ôi trên kia, ngay trên đỉnh. Kiến. Fuck, chả hiểu sao dạo này bàn mình có kiến. The fuck. Yeah. Đây là cái thân kỳ của cái xoay góc. Xong mảnh cuối cùng. Oh yeah. Chúng ta có 8 mảnh và chúng ta đi xuống. Giờ mình có thể phá giải cái phong ấn của cửa. Ok, đi thôi. Yeah. Yeah. Wow. Vậy là mình nhảy cao. Nếu mà mình nếu mình rơi từ cao quá mình sẽ chết. Ok. Bài học đầu tiên trong game. Ok. Nhẹ nhàng thôi. Giờ biết thế nhẹ nhàng thôi. Ok. Mình cần phải xuống đây. Bò lồm cồm. Không biết là có bạn nào thích cái game này không. Mình không biết nhưng mà mình sẽ. Nếu mà trên 100 like thì mình sẽ chơi tiếp. Còn không thì thôi. Đây rồi. Ok. Vâng ơi mực. Ok đây là. Sao nhìn giống như kiểu cái ok. Mở được rồi. Cậu đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc phiêu lưu chưa? Thế mày dẫn tao. Ok nghe này. Tôi biết là đây là lần đầu tiên cậu ra khỏi ngôi làng. Thế nên nếu cậu bị lạc, cậu có thể sử dụng bản đồ thế giới. Ấn escape để mở cái bản đồ thế giới. Ok. Ủ vãi. Thế này có vẻ nhiều đấy. Aha. Ok vậy mình tạm thời mình đến đây. Nếu mọi người thích thì hãy like. 100 like mình sẽ làm tiếp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong phần sau của Fest. Goodbye.